Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Một Vòng USA. Trong thời gian gần đây, mình có nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của quý vị liên quan đến lịch mở hồ sơ là gì, lịch visa là gì. Và đặc biệt là trong cái video gần đây, mình có chia sẻ về cái lịch mở hồ sơ, lịch visa của tháng 5. Có một số quý vị có hỏi rằng hồ sơ của quý vị đã được mở hay chưa, và quý vị cũng có đưa một số thông tin ngày tháng năm trong hồ sơ của quý vị lên. Thì mình cũng lấy những cái thông tin đó và mình xem xét với cái lịch mở hồ sơ tại Sở Di trú Nhập tịch USCIS. Theo đánh giá cá nhân thì mình thấy những cái hồ sơ này thì có lẽ là vẫn chưa được xét duyệt tại Sở Di trú Nhập tịch USCIS. Trong khi cái câu hỏi của quý vị là hồ sơ của quý vị đã được mở hay chưa, thì mình không rõ là quý vị hỏi là hồ sơ của quý vị đã được mở, được xét duyệt tại USCIS hay là được mở tại NBC. Cho nên mình quyết định làm cái video này là để chia sẻ với quý vị cái tiến trình xử lý hồ sơ bảo lãnh như thế nào. Từ đó quý vị sẽ dễ dàng biết được khi nào thì mình sẽ xem cái lịch xét duyệt tại USCIS và lịch mở hồ sơ tại NVC. Trước khi bắt đầu thì quý vị vui lòng hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần, cũng như là để xem những cái video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Như quý vị cũng biết rồi, sau khi quý vị điền đơn, hoàn thành hồ sơ bảo lãnh của mình thì quý vị sẽ gửi hồ sơ của mình đến Sở Di trú Nhập tịch USCIS. Tại đây hồ sơ của quý vị sẽ được giải quyết theo thứ tự, và USCIS họ cũng có đưa ra một cái lịch để quý vị tiện theo dõi hồ sơ của mình đã được xử lý tại USCIS hay chưa. Như vậy là bước đầu tiên, sau khi quý vị gửi cái hồ sơ bảo lãnh của mình thì quý vị sẽ xem xét cái lịch xét hồ sơ tại USCIS trước khi quý vị xem lịch mở hồ sơ tại NVC. Sau khi hồ sơ của quý vị được chấp nhận tại USCIS thì hồ sơ của quý vị sẽ được chuyển đến trung tâm chiếu kháng NVC. Đến lúc này quý vị sẽ theo dõi lịch mở hồ sơ của quý vị. Khi mà hồ sơ của quý vị được mở thì quý vị sẽ bắt đầu tiến hành đóng tiền cũng như là bổ sung những cái giấy tờ cần thiết được yêu cầu, ví dụ như là giấy bảo trợ tài chính, vân vân. Sau khi quý vị đóng tiền cũng như là bổ sung những giấy tờ cần thiết thì hồ sơ của quý vị sẽ được xem là hoàn tất. Và như vậy quý vị sẽ chuyển sang bước tiếp theo là quý vị sẽ xem lịch visa. Quý vị xem lịch visa để biết rằng hồ sơ của mình đã được lên lịch phỏng vấn và chuẩn bị được phỏng vấn hay chưa. Tất nhiên là qua mỗi cái bước thì quý vị đều sẽ được nhận những cái thông báo từ Sở Di trú. Tuy nhiên thì theo quan điểm cá nhân là quý vị cũng nên theo dõi những cái lịch xét duyệt hồ sơ tại USCIS, lịch mở hồ sơ cũng như là lịch visa tại NVC. Cái lý do là gì? Theo quan điểm cá nhân thì mình nghĩ rằng cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, mình vì một lý do gì đó mình sẽ không nhận được cái giấy báo, có thể là bị thất lạc hoặc vì lý do nào đó. Thì trong những trường hợp như vậy, khi mà hồ sơ của mình mà mình thấy trên lịch đã đến ngày rồi thì mình có thể mình hỏi để mình có thể kịp thời bổ sung cũng như là xử lý hồ sơ của mình để hồ sơ của mình được tiếp tục diễn ra một cách trơn tru và nhanh chóng nhất. Và như vậy là mình vừa chia sẻ xong với quý vị một vài thông tin mang tính chất cá nhân về lịch mở hồ sơ, lịch xét hồ sơ cũng như là lịch visa. Hy vọng là những thông tin này có một phần gì đó hữu ích cho quý vị có thể tham khảo. Nếu quý vị cảm thấy hữu ích thì quý vị hãy nhấn nút like và hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần và có thể nhận được những cái video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp quý vị ở video tiếp theo nhé.